Sáng ngày 14 tháng 4, Hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam-Pháp lần thứ 12 với chủ đề Hợp tác địa phương, động lực thúc đẩy phục hồi và phát triển bền vững, toàn diện sau đại dịch COVID-19 đã chính thức khai mạc tại Hà Nội. Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh cho biết, trong 2 ngày tới, các địa phương của Việt Nam và Pháp sẽ thảo luận về những cơ hội và khó khăn, chia sẻ kinh nghiệm và kiến nghị hợp tác trên 4 cụm chủ đề trung tâm đó là đô thị bền vững, môi trường, nước và xử lý nước, văn hóa, di sản và du lịch, thành phố thông minh và số hóa. Đây là sự kiện có quy mô trong chuỗi các sự kiện kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm đối tác chiến lược Việt Nam-Pháp. Với chủ đề hội nghị là Hợp tác địa phương, động lực thúc đẩy phục hồi và phát triển bền vững toàn diện sau đại dịch COVID-19. Nhằm hướng tới mục tiêu đẩy mạnh mẽ hơn nữa hợp tác giữa các địa phương Việt Nam và Pháp. Với sự tham gia của đại biểu đến từ các bộ, ngành trung ương, 50 tỉnh, thành Việt Nam, 15 địa phương của Pháp và đại diện các doanh nghiệp, viện nghiên cứu, hội đoàn, bệnh viện, trường đại học của Việt Nam và Pháp cùng hàng trăm đại biểu đăng ký tham dự mỗi hội thảo chuyên đề, qua đó cho thấy các chủ đề của hội nghị đã bám sát thực tiễn, đề cập đến những vấn đề có ý nghĩa cốt lõi, trọng tâm trong chính sách phát triển của các địa phương Việt Nam và Pháp. Phát biểu chào mừng hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết, hợp tác giữa các địa phương hai nước đã trở thành nét đặc trưng và là một điểm sáng. Pháp là nước duy nhất mà Việt Nam có cơ chế hội nghị hợp tác giữa các địa phương định kỳ và luân phiên. Đến nay, đã có trên 38 địa phương các cấp của Pháp và 18 tỉnh thành phố Việt Nam tham gia hợp tác theo cơ chế này. Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đánh giá, việc tổ chức hội nghị 12 tại thành phố Hà Nội cũng có ý nghĩa lịch sử quan trọng. Nếu chúng ta đã cùng vượt qua những thăng trầm trong lịch sử để trở thành bạn, thành đối tác, cùng hợp tác để phát triển thịnh vượng, đúng như Bác Hồ kính yêu của dân tộc Việt Nam chúng tôi đã từng chia sẻ với một người bạn, một nhà văn hóa Pháp, một dân tộc như dân tộc Pháp của các ông, một dân tộc đã đem cho thế giới nền văn học của sự tự do, sẽ luôn cảm thấy ở chúng tôi như những người bạn. Người Pháp các bạn thì có câu, những con đường khó khăn thường dẫn đến những điểm đến tuyệt vời. Chúng ta đều rất tự hào khi chứng kiến mối quan hệ Việt Nam-Pháp được vun đắp bởi nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước trong những năm qua đã vươn tầm đối tác chiến lược như ngày hôm nay. Bên cạnh đó, các sự kiện không gian sắc màu Việt Nam, lễ hội dạo chơi nước Pháp và hàng loạt chương trình biểu diễn văn hóa nghệ thuật, khảo sát, trưng bày, triển lãm về thành tựu quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam và Pháp sẽ là những điểm nhấn trong khuôn khổ kỳ hội nghị lần thứ 12 này. Người dân thủ đô và du khách, những hương vị tuyệt vời của nền ẩm thực tinh tế bậc nhất thế giới, trải nghiệm các sản phẩm công nghệ, mỹ phẩm, cũng như nội thất Pháp thông qua các gian hàng và các doanh nghiệp Pháp tiêu biểu. Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần xây dựng, trao đổi thẳng thắn, tập trung phân tích kỹ theo từng chuyên đề, hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam, Pháp lần thứ 12 đã bước vào phiên bế mạc. Phát biểu tại lễ bế mạc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Trần Sĩ Thanh cho rằng: chúng ta vui mừng nhận thấy các phiên làm việc của hội nghị có chất lượng cao, nhất là tại 4 hội thảo chuyên đề với sự tham gia của gần 1.000 đại biểu đại diện cho hơn 60 địa phương của Pháp và Việt Nam, cùng với nhiều tổ chức nhà nước và tư nhân, trong đó đặc biệt có nhiều địa phương của Pháp và Việt Nam lần đầu tham dự hội nghị. Những kiến nghị đề xuất đến từ các chuyên gia, đại diện các cơ quan hoạch định chính sách, chủ doanh nghiệp, những người trực tiếp triển khai dự án đã thể hiện quyết tâm chung là chia sẻ kinh nghiệm, chia sẻ thông tin, đồng thời đánh giá về những thách thức và cơ hội mới trong kỷ nguyên số. Trước những đe dọa của dịch bệnh, biến đổi khí hậu và sự hủy hoại môi trường, hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam, Pháp lần thứ 12 là dịp tổng kết, đánh giá kết quả những nội dung đã triển khai hợp tác giữa các địa phương Việt Nam và Pháp, trao đổi những khó khăn, thách thức và đưa ra giải pháp nhằm tăng cường thúc đẩy triển khai thực hiện chính sách quan hệ hợp tác, liên kết và thiết lập quan hệ đối tác cùng có lợi giữa các địa phương hai nước, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, lâu dài, tin cậy giữa Việt Nam và Pháp, củng cố và tăng cường mối quan hệ sẵn có, đồng thời mở rộng các mối quan hệ đối tác mới.